với em mệt lắm. Em cũng mệt. Anh mệt rồi nào em ấy. Em cũng chưa tẩy giờ em dạ em mệt lắm. Ôm em mới. Dạ. Ôm không? Không. Ôm gì kìa vậy? Dạ, em hôn ảnh đi mọi người. Hôn đàng hoàng ơi. Hôn đàng hoàng coi. Dạ. Có bồ rồi là sợ nè. Hôn dạ đúng rồi, em có bồ. Giao nước cho bé. Giao nước. Giao nước, giao nước. Giao nước. Tôi thì ở quốc long cái gì tao đi tôi để cái vỏ này cầm đây rồi Nhi ơi, mướn tiếng ở đây phục vụ luôn hả em? 100 cảm ơn nha, đi ra đi đừng hỏi đi em giùm đi con quỷ. Cái bụng mày à, kiếm chai ăn em. Ờ thì nó bụng kiếm chai ăn. Trời ơi. Hôm nay khai chưa bán hết cho mọi người nghe. Rất là buồn, rất là vui vẻ. Với em mệt lắm không? Dạ em cũng mệt. Anh mệt rồi nào em ấy. Em cũng chưa tẩy giờ em chạy em mệt lắm. Dạ. Ôm em mới. Dạ. Ôm không? Dạ. Không. Dạ. Ôm đi kìa vậy? Dạ, em hôn ảnh đi mọi người. Hôn đàng hoàng ơi. Hôn đàng hoàng coi. Dạ. Có bồ rồi là sợ nè. Hôn dạ đúng rồi, em có bồ. Vừa bụng. Vừa bụng thật sự. Còn người ta cũng có bồ rồi. Tiến sao em? Thôi ạ. Tiến này có chồng rồi. Ờ, tiếng cô đơn á. Ờ, đúng rồi, nó quen với anh đó đó, bởi vì anh đó nó có bồ, nó chồng rồi đó. Không có đó. Ê, bé ơi. Nó bụng có lời xin của ông địa anh. Nó bụng thiệt, nãy giờ không ăn. Xin ông địa anh. Hả? Mệt quá. Mày rất là vui luôn rồi đó. Chấn động luôn. Em biết cái gì thấy không? Đói quá giờ mới lấy đồ ăn không để em. Ăn tiếng đỡ đi em. Này em nghẹn nhiều người thích tiếng lắm á, hỏi anh tùm lum tiếng á thì đúng rồi, quan trọng là phải còn cái cù lẳng thì nó mới thích chứ như em giờ tao chịu tiếng làm tốt cho mọi người thường tốt thường không gian này rất là vui nha mọi người ha. Đó mọi người cứ ngồi chơi, vỉa hè rất là thoáng mát luôn. Mưa vô nhà không nên lòng rồi. Cấm đọc cơ. Dâm gì bé. Đang chưa rất là ngon. Ờ, hôm nay bán hết rồi nha cả nhà. Có bán hết rồi mọi người vui vẻ. Tiếng ơi giọng đi cà tiếng. Giống gái quá. Tiếng bèo.
Đó, địa chỉ của Bội Nhi là nhà cả nhà, địa chỉ mới nha. Da Vinci số 18 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận Nhất nha cả nhà. Đó, xe cá chiên chiên sẽ mở cửa phục vụ cả nhà bắt đầu từ 6-7 giờ tối nha cả nhà. Cả nhà cứ ra đây chỗ ngồi vỉa hè rộng rãi thoáng mát nha mọi người. Đó, đối diện là New World nha mọi người. Giữ xe máy miễn phí luôn nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, và hôm nay á, thì anh Bự anh lại xuất hiện tại xe cá viên chiên của Bội Nhi rồi nè cả Hello. Nhà. À, biết anh rồi. Anh xuất hiện những ngày là quan trọng mà. Anh Bự đã trở lại, sẽ lợi hại như xưa nha cả nhà. Lợi hại hơn xưa chứ gì xưa gì. Mới lợi hại hơn xưa mới được. Đó, xe cá viên chiên hôm nay thì ngày khai trương bán rất là đắt luôn cả nhà. Sạch sẽ nha cả nhà. Đó, cả nhà. Yêu mà không có đồ bán nha cả nhà. Hôm nay là khai trương hồng phát luôn. Ở địa chỉ nha cả nhà. Hết đồ mà khách cứ kêu hoài nha mà. Số 18 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận Nhất. Hôm nay là không đủ đồ bán luôn rồi hết đó. Hết cá mà cứ kêu hoài luôn nha. Rồi ngày mai anh Bự phải ra sớm rồi anh Bự ơi. Ngày nào cũng ra sớm. Đó cả nhà, cái không gian tại cá viên chiên của Bội Nhi á thì không gian vỉa hè rất là thoáng mát luôn. À, đối diện đây là công viên gì vậy? À, đối diện là công viên 23 tháng 9 nha cả nhà. Đó, giữ xe phi luôn nha. Đó, còn đây là New World nè. Đó, New World cả nhà nhìn qua là sẽ trên nằm trên con đường Phạm Hồng Thái, số 18 Phạm Hồng Thái nha cả nhà. Đi. Trời ơi. Rồi cả nhà xem video đến đây thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là ủng hộ một like một subscribe, bấm vào cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của Bội Nhi. Xin thông báo lại địa chỉ cá viên chiên của Bội Nhi chính thức bây giờ là tại Da Vinci số 18 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận Nhất nha cả nhà. Tới đây cả nhà có thể ăn cá viên chiên, uống nước, đồ giá rất là bình dân luôn. Nước thì hả trung bình khoảng hai mấy, ba chục ngàn, ba mấy ngàn thôi, tùy vào các loại nước mà mình uống giá rất là rẻ. Đó cả nhà thấy không, không gian bây giờ là 12 giờ đêm trên con đường Phạm Hồng Thái, nhưng mà rất là tấp nập luôn nha cả nhà. Đây là trung tâm quận Nhất nên 12 giờ đêm thì xe vẫn rất là đông luôn. Đó, không gian ngồi vỉa hè rất là chill. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.